Thưa quý vị, hot girl Bella được cộng đồng mạng xã hội thời gian qua biết đến với kiểu ăn mặc và nói năng lạ thường. Người này đi qua nhiều nơi khác nhau trên khắp cả nước và vừa bị bắt trong sự chưng hửng của nhiều người. Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ việc một người phụ nữ có biệt danh là hot girl Bella, tên viết tắt là DTH, sinh năm 1986, trú tỉnh Hải Dương trộm xe máy. Cách nay 3 ngày, gia đình ông A ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An phát hiện xe máy của mình để trong sân nhà bị mất. Trích xuất camera cho thấy người phụ nữ này lấy trộm. Sau khi lấy xe máy còn để lại chiếc xe máy cũ cùng nhiều đồ dùng treo trên xe như chổi, áo mưa, vít nước. Ngày hôm sau, người dân tỉnh Thanh Hóa phát hiện hot girl Bella đang chạy xe ông A, sau đó được đưa về trụ sở công an làm việc. Hồi tháng 9 năm rồi, người này cũng lấy trộm bị công an bắt. Còn công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương chiều nay tạm giữ đối tượng Nguyễn Hữu Tài, 18 tuổi, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Kế hoạch của thanh niên này là giả vờ đưa bạn đi đánh nhau rồi cướp tài sản của bạn. Theo điều tra của cơ quan công an, Tài nghỉ học sớm, không có việc làm, thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản của bạn. Tuần trước, Tài cùng với Lê Nhật Trường, vũ thiếu niên 13 tuổi, tên viết tắt là N, quê An Giang, cùng đánh nhau với nhóm khác. Tuy nhiên, Tài và Trường sau đó chở N đến một nhà quan nằm trong hẻm ở xã Phú An, thị xã Bến Cát, đánh và giật lấy điện thoại di động của N rồi bỏ đi khỏi hiện trường. Tài đem điện thoại của nạn nhân đi cầm cố được 1 triệu đồng. Qua trình báo của nạn nhân, công an truy xét và bắt giữ được Tài khi đối tượng này đang lẩn trốn tại huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Riêng đối với Lê Nhật Trường phạm tội khi mới 14 tuổi nên được gia đình bảo lãnh tại ngoại phục vụ điều tra. Cuộc sống có những sự việc gây bất bình, nhưng vẫn có nhiều câu chuyện cảm động về lòng tốt và sự trung thực. Một tài xế taxi chở khách đến địa điểm với giá 50.000 đồng, nhưng khách hàng lại chuyển nhầm 50 triệu đồng. Không đắn đo, không do dự, người tài xế làm một chuyện nên làm. Tối ngày 24 tháng 3, tài xế Chung nhận được thông tin từ tổng đài taxi đến đường Sương Giang, thành phố Bắc Giang đón khách. Anh đưa khách đến địa điểm với giá 50.000 đồng, nhưng khách chuyển nhầm 50 triệu đồng. Trong tài khoản của mình chạy taxi thì chả giờ có nhiều tiền như thế cả. Đúng không? Về nhà thấy nó tận 50 mấy triệu cơ. Thế là mình trong tài khoản mình nhiều thế, mình cũng lo chứ. Và không biết là người ta lừa mình hay là cũng không dám sử dụng vì tiền cũng không phải là của mình. Thôi quay lại công ty, báo công ty, để công ty giải quyết. Sau khi báo cáo sự việc, anh Trung tìm thấy thông tin và liên lạc với khách hàng chuyển khoản nhầm. Sang ngày hôm sau, số tiền nhầm được trả về với chủ nhân. Anh Trung làm nghề taxi được 10 năm. Vợ làm nghề tự do nên cuộc sống gia đình không khá giả. Nhưng vợ chồng anh Trung chia sẻ, của cải do chính mình làm ra mới quý, của người ngoài không bao giờ màng.